Cắt cái gì? Ta khắc bẻ cho ai ta cắt lõn mà bà. Làm cái gì này? Cắt lõn để làm gì? Hơn người ta khắc lấy lần lượt, không phải ai cũng như bà với to hơn. Sao mà cứ phải lấy thì là thì lấy nó lại ra chứ làm sao mà... Lão chỉ nghĩ xấu bụng. Thím hỏi thì cho bà thím chứ không thím hỏi mình đâu. Không biết là đâu có thì làm sao mà bà cái kiểu hỏi cái kiểu kẹt xí là bà làm sao? Cho để lộng thối chứ làm cái gì? Ai người ta biết nhà bà có à?